Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự lễ gia quân sản xuất đầu năm tại các đơn vị doanh nghiệp. Cảng biển Ghi Sơn những ngày đầu xuân năm mới, xu hướng bất động sản năm 2024 hướng tới phân khúc nhà ở thực. Phần tin thế giới quốc tế, phản ứng của Nhà Trắng về bình luận của Tổng thống Putin liên quan đến bầu cử Mỹ, Tổng thống Ukraine thăm Đức Pháp ký thỏa thuận an ninh lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại công ty cổ phần bia Hà Nội Thanh Hóa. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thì, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ người lao động công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu bật truyền thống của công ty, từng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nộp ngân sách nhà nước, đóng góp cho sự phát triển đi lên của tỉnh. Phấn khởi trước kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023, đặc biệt là đã đưa được sản phẩm bia Thanh Hóa sang thị trường Nga. Song đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ là một tỉnh có dân số đông, thị trường lớn, sức tiêu thụ của công ty như hiện nay vẫn chưa tương xứng với nhu cầu, đóng góp cho ngân sách vẫn còn khiêm tốn. Khẳng định thị trường là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy lại Thế Nguyên đề nghị trong năm 2024, công ty cần làm tốt công tác phát triển thị trường mà trước hết là phải phủ khắp được thị trường trong tỉnh, cùng với đó là vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Để làm được điều đó, công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa cần phải làm tốt công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm, xây dựng các kênh phân phối một cách phù hợp, tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và tích cực tham gia các hội trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cơ cấu bố trí lại nhân lực để nâng cao hiệu suất lao động, tiết giảm chi phí. Cùng với đó tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Trong ngày đầu tiên, toàn thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa đã ra quân sản xuất với khí thế và quyết tâm cao phấn đấu tăng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 từ 6 đến trên 10% so với năm 2023, trong đó tổng sản lượng tiêu thụ đạt 84,97 triệu lít, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng trên 1.650 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng. Trong năm 2024, công ty cũng sẽ quy hoạch lại các thị trường trọng điểm, tích cực làm việc với các đối tác để xúc tiến, tăng được sản lượng bia, mang nhãn hiệu thanh hóa cho thị trường xuất khẩu cũng trong ngày đầu tiên, công ty cổ phần bia Hà Nội Thanh Hóa đã xuất những chuyến hàng đầu tiên đến các đại lý và các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm mang theo niềm tin và hy vọng về một năm nhiều khởi sắc. Ngày 17 tháng 2, tại khu vực cầu Xuân Quang, xã Thiểu Quang, huyện Thiểu Hóa, ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân triển khai dự án và sản xuất đầu năm đối với tiểu dự án 1, cầu vượt sông Mã và đường hai đầu cầu, thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 15 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự buổi lễ và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện các sở ngành, đơn vị thi công và bà con nhân dân vùng dự án. Cách đây đúng một năm vào ngày 16 Tết Quý Mão 2023, dự án đường nối quốc lộ 1A với quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Đồng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa được khởi công xây dựng trong đó có gói thầu xây lắp tiểu dự án 1 thi công cầu Xuân Quang vượt sông Mã và đường hai đầu cầu có chiều dài 2 km với tiến độ hợp đồng 25 tháng, tổng mức đầu tư 472 tỷ đồng. Hiện tại tiểu dự án này đã hoàn thành hai mố, 21 trên 24 trụ, 52 trên 95 dầm super T, 36 trên 36 dầm bản, hoàn thành 5 nhịp mặt cầu. Tổng giá trị giải ngân đến nay đạt 351 tỷ đồng, bằng 74,4% tổng mức đầu tư trong đó giải ngân vốn năm 2023 là 201,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Đến thời điểm này, các nhà thầu thi công đều đạt và vượt tiến độ đề ra và đang phân đấu sẽ hoàn thành công trình trước 2 tháng so với kế hoạch. Phát biểu tại lễ gia quân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng khi tất cả các gói thầu tiểu dự án thuộc dự án đường nối quốc lộ 1A với quốc lộ 45 đều đạt và vượt tiến độ Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền các địa phương, các sở ngành chức năng, sự nỗ lực cố gắng tinh thần làm việc khẩn trương hiệu quả của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, dự án đường nối quốc lộ 1A với quốc lộ 15 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa được xác định là dự án trọng điểm có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế sâu của tỉnh là tuyến giao thông kết nối trực tiếp quốc lộ 1A, quốc lộ 45 với đường bộ cao tốc Bắc Nam thông qua nút giao Thiệu Giang. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ kết nối khu vực miền núi với khu vực miền biển, biển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư và phục vụ lưu thông hàng hóa trong khu vực. Đây cũng là một trong những dự án quan trọng có phần thực hiện thắng lợi, khâu đột phá về phát triển hạ tầng theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới theo tinh thần nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. Biểu dương chủ đầu tư, các địa phương liên quan và nhà thầu thi công, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các mũi thi công ngay sau Tết với tinh thần vượt nắng thắng mưa, huy động trang thiết bị và công nghệ hiện đại tham gia thi công xây dựng, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Phấn đấu vượt tiến độ đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng trân trọng cảm ơn bà con nhân dân hai huyện Hoàng Hóa và Thiệu Hóa nơi dự án đi qua đã luôn đồng hành chấp thuận chủ trương di rời tái định cư, tạo điều kiện tốt nhất cho dự án được triển khai đúng kế hoạch. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân, người lao động thuộc các đơn vị thi công công trình. Ngay sau khi dự lễ giao quân triển khai tiểu dự án cầu vượt sông Mã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc Tết công nhân, người lao động đang thi công dự án nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Alivia tại cụm công nghiệp Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. Dự án nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Alivia do tập đoàn Hoan Lợi làm chủ đầu tư với tổng mức 42 triệu đô la Mỹ được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2023, dự kiến nhà máy sẽ được khánh thành vào quý 1 năm 2024 với công suất khoảng 6 triệu sản phẩm giày dép một năm giải quyết việc làm cho 8.000 lao động địa phương. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực, trang thiết bị, khắc phục khó khăn để thi công, phấn đấu đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương tinh thần lao động hăng say của các kỹ sư, công nhân, người lao động ngay trong những ngày đầu năm mới giáp thìn 2024. Để nhà máy sớm hoàn thành và đưa vào vận hành, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị liên quan và nhà thầu thi công tiếp tục tập trung các nguồn lực khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng những phần quà ý nghĩa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công trên công trình dự án nhà máy sản xuất gia công giải giáp xuất khẩu Alivia. Sáng 17 tháng 2 tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Sương, các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cùng lãnh đạo các sở ngành và huyện Quảng Sương đã dự lễ gia quân sản xuất đầu năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hà Na, thuộc công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADE. Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hà Na vẫn duy trì ổn định với tổng doanh số đạt trên 400 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã sản xuất và cung ứng ra thị trường trên 2.000 tấn giống lúa, 200 tấn giống ngô, nhập khẩu và phân phối trên 10.000 tấn phân bón hữu cơ chất lượng cao, 300 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại. Phát biểu tại lễ gia quân, Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, người lao động công ty phát huy kết quả đã đạt được, chủ động sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn, dự báo sát đúng nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất và cung ứng ra thị trường các sản phẩm hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tốt nhất phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc nâng cao chất lượng công tác chọn lúa giống, tăng năng suất giá trị sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, đem lại những mùa vàng bội thu cho người nông dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, công ty cần quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho công nhân, người lao động, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội tham gia có hiệu quả các hoạt động phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng huyện Quảng Sương và các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công ty phát huy tối đa năng lực sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh. Tại buổi lễ, các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Xương Công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana đã thực hiện nghi thức nhấn nút phát động lễ gia quân sản xuất đầu năm và khởi động dây chuyền sản xuất. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà động viên tập thể lãnh đạo, công nhân viên, người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana và tham quan dây chuyền sản xuất của đơn vị. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh đã dự lễ gia quân sản xuất đầu năm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ionex Việt Nam, cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Y tế, Văn phòng, Ủy ban dân tỉnh. Công ty trách nhiệm hạn Ionmed Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh dung dịch lọc thận nhân tạo được thành lập từ năm 2012 trên cơ sở liên danh với công ty trách nhiệm Ionmed Thái Lan. Năm 2016, nhà máy chính thức đi vào hoạt động và có sản phẩm trên thị trường. Nhờ việc thường xuyên chú trọng đến chất lượng dịch vụ khách hàng tốt, đến nay sản phẩm của công ty đã có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Riêng thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung, thị phần của công ty chiếm khoảng 56%. Thu nhập bình quân của công dân trực tiếp sản xuất khoảng 17 triệu đồng một người một tháng. Để tiếp tục đạt tăng trưởng và cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025, trở thành nhà sản xuất dịch lọc thận nhân tạo lớn nhất Việt Nam, công ty đang đầu tư thêm dây chuyển máy móc tự động hóa để tăng công suất, mở rộng kho bãi, tiếp tục đầu tư thêm nhà máy sản xuất tại miền Nam và cũng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để có thể xuất khẩu sản phẩm sang nước ngoài. Phát biểu tại lễ gia quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thị gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Mét Việt Nam. Chúc công ty tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đánh giá cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị công ty tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh lưu ý, năm 2024, công ty cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới công tác quản trị, quản lý, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, tập trung mở rộng sản xuất tại các tỉnh thành phố khác trong cả nước để giảm bớt chi phí vận chuyển, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu vị thế trên thị trường. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ chính sách pháp luật về thuế, các quy định về sản xuất, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và tham gia tích cực hiệu quả vào công tác an sinh xã hội vì người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác năm 2024 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2024, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phát động phong trào thi đua năm 2024. Thời gian tổ chức một buổi khai mạc lúc 7 giờ 30 phút thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh ủy và điểm cầu các xã phường thị trấn, được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gia quân sản xuất kinh doanh với khí thế khẩn trương sôi động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Phóng viên Thanh Thảo phản ánh. Đúng 7 giờ 30 phút sáng qua, ngày 15 tháng 2, hơn 1.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn 888 đã có mặt tại nhà máy cùng tham dự các hoạt động gia quân sản xuất đầu năm. Trong ngày trở lại làm việc đầu tiên, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức lì xì tặng quà cho người lao động đầu năm, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, tham gia trồng cây xanh, tạo khí thế gia quân hào hứng sôi nổi. Tiếp đó, các công nhân đã bắt tay ngay vào sản xuất những đơn hàng đầu tiên phần đấu năm 2024 sẽ sản xuất và xuất khẩu hơn 2,5 triệu sản phẩm dệt may. Chị Phạm Thị Nga, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn 888 tỉnh Thanh Hóa vui vẻ nói. Đầu năm mới thì chúng tôi đi làm thì hôm nay là không khí rất vui vẻ và mong muốn của bản thân chúng tôi là năm nay công ty sẽ đạt được nhiều đơn hàng. Về phía bản thân tôi thì cũng sẽ cố gắng là đẩy năng suất để mình tăng thêm thu nhập. Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ban lãnh đạo nhà máy bê tông liên doanh Việt Nhật Quảng Thịnh cũng đã dành thời gian gặp mặt, chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên người lao động hàng xảy làm việc. Trải qua một năm 2023 nhiều khó khăn thách thức, doanh nghiệp lại càng thêm trân quý những cơ hội có được để quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm mới 2024. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc nhà máy bê tông liên doanh Việt Nhật Quảng Thịnh cho biết: à, Mục tiêu chúng tôi phấn đấu là vượt kế hoạch đặt ra khoảng 120% so với năm 2023, chúng tôi không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao máy móc thiết bị để hạ giá thành và thúc đẩy cho thị trường được cái sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,9% trở lên, giá trị xuất khẩu đạt 6 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt các giải pháp duy trì ổn định sản xuất, đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: "Năm 2024 thì chúng tôi đặt ra mức là tăng trưởng từ 15 đến 20% à, và để đạt được cái mục tiêu này thì toàn thể cán bộ, công nhân viên và ban lãnh đạo công ty cũng đang rất là quyết tâm và đưa ra các giải pháp từ tiết kiệm rồi trong chi phí để đưa ra các giá thành tốt nhất và đồng thời đối với công tác kinh doanh thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh hơn nữa cái việc marketing được quảng bá thương hiệu." Ông Lưu Văn Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aonmed Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong quý 1 năm 2024 thì chúng tôi cũng đã phải nhập và chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu ở trong kho. Cái thứ hai nữa là lắp đặt một số những cái máy móc công nghệ mới và tăng cái công suất của nhà máy để làm sao để đảm bảo được cái vấn đề về chất lượng của sản phẩm cũng như là theo kịp được cái những cái kế hoạch sản xuất của năm mới năm 2024. Theo sở Công thương Thanh Hóa, trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay có một số doanh nghiệp vẫn hoạt động xuyên Tết. Từ ngày mùng 4 Tết đến nay, nhiều doanh nghiệp đã ra quân sản xuất và dự kiến trong 1 đến 2 ngày tới, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt bước vào sản xuất kinh doanh. Với khí thế khẩn trương sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp đều đang nỗ lực, quyết tâm và kỳ vọng về một năm mới khởi sắc. Năm 2023, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Nghi Sơn đạt 45,8 triệu tấn, sắp xỉ mục tiêu đề ra và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là thành quả của những nỗ lực không nhỏ đến từ các đơn vị vận hành cảng trong bối cảnh khó khăn của thị trường hàng hải trong nước và quốc tế. Với những lợi thế cơ sở sẵn có, là tiền đề để các doanh nghiệp tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu cao hơn trong năm nay. Năm 2024, cảng Nghi Sơn phấn đấu khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 46 triệu tấn. Nhiều năm gần đây, nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn trở thành nguồn thu chủ đạo của Hải quan Thanh Hóa và chiếm tới gần 50% số thu ngân sách toàn tỉnh. Các giải pháp nâng cao năng lực cảng, xúc tiến kêu gọi hãng tàu, doanh nghiệp làm dịch vụ qua cảng đã được các cấp ngành tỉnh quan tâm đặc biệt. Đơn vị cũng đang phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cho các nhà đầu tư, hãng tàu và doanh nghiệp tìm hiểu vận chuyển hàng hóa bằng container đi quốc tế qua cảng biển Nghi Sơn. Đồng thời chủ động liên hệ làm việc với các hãng tàu kêu gọi mở tuyến như công ty trách nhiệm hữu hạn đại lý và tiếp vận Hải An. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tiếp vận toàn cầu, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần hàng hải Visico, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu như Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và đầu tư Ngọc Long, Công ty cổ phần OPL Logistics, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn và các doanh nghiệp dày da may mặc trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp từng bước tạo được sự kết nối giữa hãng tàu và doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản phát triển, khơi thông nguồn vốn tín dụng, bước sang năm 1924, thị trường bất động sản cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng đang đón nhận sự phục hồi tích cực. Trong đó, các dòng sản phẩm chung cư và nhà đất phục vụ nhu cầu ở thực của người dân đang là phân khúc chiếm lĩnh thanh khoản thị trường và được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trở lại trong năm nay, phản ánh của phóng viên thời sự. Với mong muốn an cư tại thành phố Thanh Hóa, anh Đỗ Hữu Hùng ở huyện Thiệu Hóa đang tìm mua một căn hộ để ở Sản phẩm mà anh hướng tới là các dự án trung cư thương mại với giá tầm trung khoảng 1 tỷ đồng. Theo anh Hùng, đây cũng là mức giá phù hợp với những gia đình trẻ đang lập nghiệp ở thành phố. Anh Đỗ Hữu Hùng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. gia đình thì chủ yếu sẽ tìm hiểu về các dự án thì nó có cái tiện ích sử dụng nhiều, có cái công năng sử dụng trong một căn hộ nó đầy đủ cho gia đình mình với những các cái căn hộ chung cư thì nó cũng khá là phù hợp với lại cái mức thu nhập của gia đình nhà mình để mà có thể là chi tiêu trong cuộc sống cũng như là mua bán căn hộ ở đây. Các chuyên gia kinh tế nhận định thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đang và sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn cả về nguồn cung nhu cầu mua bán. Xu hướng trong năm 2024 dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực sẽ vẫn chiếm lĩnh thị trường thanh khoản. Tại Thanh Hóa, ghi nhận ở nhiều sàn giao dịch bất động sản cho thấy, trong tháng 1 năm 2024, nhu cầu giao dịch mua bán các dòng sản phẩm bất động sản chung cư và nhà đất phục vụ nhu cầu ở thực của người dân tăng từ 20 đến 30% so với các tháng trước. Ông Nguyễn Văn Lâm, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần bất động sản Bắc Bộ cho biết: "Cái lượng giao dịch nó sẽ đến nhiều hơn về các sản phẩm có pháp lý an toàn, pháp lý chắc chắn cũng như là các cái lượng giao dịch cũng tập trung vào các cái sản phẩm ở thực nhiều hơn." và cái nguồn cung trung cư thương mại ở thực tại Thanh Hóa thì ở hiện tại là đang rất là hiếm cũng như là cái thiết kế vô cùng tối ưu của các cái dự án trung cư thương mại vì vậy nên là đang được khách hàng cực kỳ săn đón. Ông Nguyễn Văn Vượng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư bất động sản Lam Linh cho biết thêm. Tất cả những hộ gia đình hay những cá nhân mà có nhu cầu mua đã ở thì người ta đã chuẩn bị một khoản tài chính nhất định rồi là chỉ chờ đến cơ hội mà có sản phẩm phù hợp để người ta quyết định mua thôi. Cho nên là trong cái giai đoạn năm 2024 25 và về sau nữa thì tôi nghĩ là phân khúc bất động sản là có nhu cầu thực, đấy là nhà phố và chung cư cũng sẽ được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà có cái uy tín trên thị trường cũng như là cái chất lượng xây dựng tốt. Nhận định xu hướng phục hồi tích cực của thị trường, hiện nay các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung mọi nguồn lực để đánh nhanh tiến độ nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, thu dòng tiền về. Ông Nguyễn Văn Mao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Bình An, tỉnh Thanh Hóa nói. Đối với chung cư Bình An, quy mô của mình là tổng diện tích 12.000 m2, trong đó là 8.700 m2 dành cho các tiện ích, trong đó có trường học, hồ bơi, công viên. Chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đầu quý 1 năm 24, chúng tôi đưa ra khoảng 400 căn hộ. Công ty đảm bảo cam kết mang đến cho cư dân những căn hộ đầy đủ tiện ích và chất lượng. Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam dẫn thông tin báo cáo khảo sát về tâm lý và xu hướng người tiêu dùng bất động sản nửa đầu năm 2024 cho thấy, trong 1.000 người được khảo sát, có tới 65% số người cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong năm 2024. Trong đó, khoảng 50% hướng tới phần khúc nhà ở và chung cư. Nhìn cảnh quan đường xá rộng rãi khang trang sạch đẹp, đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay, khó ai biết được 11 năm trước, Hoàng Tiến là một xã khó khăn của huyện Hoàng Hóa, với cơ sở hạ tầng xuống cấp, giao thông nhỏ hẹp, sản xuất nông nghiệp manh mún, thu nhập bình quân đầu người thấp. Trong giai đoạn 2021-2023, xã Hoàng Tiến đã tranh thủ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp trên 780 tỷ đồng, tập trung đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng điện, đường, trường trạm. Trong đó, tập trung ưu tiên nâng cấp các tuyến đường giao thông cơ bản, đảm bảo tiêu chuẩn đô thị và chỉnh trang các khu dân cư. Đến nay, kinh tế của xã phát triển khá toàn diện. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo, hộ giàu, hộ khá tăng lên, toàn xã đã có 3 trên 6 thôn hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân, bảo đảm nhất quán giữa chủ trương, chính sách và hành động. Phát huy dân chủ và tập hợp được sức mạnh của hệ thống chính trị của mọi tầng lớp nhân dân là yếu tố then chốt làm nên thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Đảng Bộ và Nhân dân xã Hoàng Tiến tiếp tục bổ sung duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được để diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã ngày càng văn minh hiện đại. Tin tưởng rằng Hoàng Tiến sẽ có bước tiến hơn nữa trong chặng đường tiếp theo và sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị văn minh góp phần cùng quê hương hoàng hóa xây dựng thị xã trước năm 2030. Trong những năm qua, người có uy tín huyện Đông Cống đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, ngăn chặn, phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng. Để phát huy tốt vai trò đội ngũ người có uy tín trên địa bàn, huyện đã thường xuyên tổ chức các hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, hiểu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những chủ trương của địa phương những kỹ năng tuyên truyền vận động. Từ đó, những người có uy tín phát huy tối đa các kỹ năng này trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch, đồng thời vận động bà con phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ngoài ra, đội ngũ người có uy tín cũng đấu tranh loại bỏ tín ngưỡng tôn giáo trái với thuần phong mỹ tục, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục trong đời sống văn hóa của người dân. Lực lượng người có uy tín đã chủ động bám sát tình hình địa phương, cơ sở, kịp thời nắm phản ánh và cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cấp ủy cơ sở và các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề tác động tiêu cực đến đời sống trong cộng đồng dân cư. Người có uy tín còn chủ động tham gia tuyên truyền, vận động giải quyết một số vụ việc nảy sinh phức tạp trong nội bộ nhân dân, trực tiếp giải thích, làm rõ, đả thông tư tưởng về những khúc mắc của người dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hưởng ứng phong trào tiết trồng cây xuân sắp thìn 2024, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn phối hợp với các bộ phận chuyên môn nhà máy vừa tổ chức trồng cây đầu xuân. Chương trình được thực hiện đảm bảo thiết thực an toàn, tiết kiệm, trồng đúng loại cây phù hợp với cảnh quan và thổ nhưỡng của nhà máy thủy điện Trung Sơn là hoa ban tại khu vực đập tràn. Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành thói quen tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp xuân về. Trồng cây trồng rừng góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan nhà máy trong giai đoạn 2021-2025, hưởng ứng trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty sẽ được lựa chọn những cây trồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng. Số lượng cây trồng cho từng năm cũng sẽ được tính toán phù hợp với điều kiện diện tích đất có thể trồng cây của công ty. Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty trách nhiệm ứng hoàn một thành viên Thủy Điện Trung Sơn luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển của ngành điện đồng thời giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây xanh. Những ngày đầu xuân, các khu di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thu hút hàng vạn lượt du khách trong ngoài tỉnh đến du ngoạn, chiêm bái. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, công an tỉnh đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự, góp phần để hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh. Ghi nhận tại khu vực đền thờ Cầm Bà Thước, huyện Thường Xuân, những ngày đầu xuân giáp thìn 2024, lượng du khách đến tham quan vãn cảnh rất đông để đảm bảo cho du khách đến du xuân được an toàn. Ngay từ ngày mùng 1 Tết, công an huyện Thường Xuân đã huy động 32 cán bộ chiến sĩ gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, an ninh và công an xã Vạn Xuân, công an thị trấn Thường Xuân tổ chức cắm chốt phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với ban quản lý khu di tích thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách chú ý cảnh giác, tự phòng ngừa và bảo vệ tài sản cá nhân. Riêng lực lượng công an huyện đã chủ động nắm và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhất là hành vi trộm cắp móc túi tại các nơi tập trung đông người nơi thờ tự nhờ đó tình hình an ninh trật tự tại khu vực này đến nay luôn được đảm bảo các dịch vụ hàng quán trong khu di tích lễ hội được quản lý chặt chẽ với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an các hiện tượng mê tín dị đoan cờ bạc tại khu vực đền thờ cầm bà thước đến nay cơ bản không diễn ra những ngày tới lượng du khách đến tham quan vãn cảnh tại các khu du lịch tâm linh danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh sẽ còn tăng cao lực lượng công an tại các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là kiểm soát các lỗi vi phạm nồng độ cồn và vi phạm tốc độ. Người dân tham gia các lễ hội cũng cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về giao thông, đi theo hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Vào những ngày đầu xuân mới sắp thìn 2024, lượng du khách về trải hội phủ Na rất đông. Các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Như Thanh đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy rừng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, số lượng người dân và du khách về với phủ Na Đông nên để phòng cháy chữa cháy, cháy rừng, ban quản lý di tích đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân, du khách chấp hành các quy định, đặc biệt phòng cháy chữa cháy, cháy rừng trong khu vực di tích. Từ khu vực cổng vào di tích được treo các biển, băng rôn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cháy rừng. Thường xuyên phát loa giới thiệu di tích, đồng thời tuyên truyền người dân không thắp hương trong đền và không đốt hương vàng mã phá sớ khu vực gần rừng, không lên rừng hái lộc, chặt phá cây, tổ chức tuyên truyền cho người dân sống trong ven rừng làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng như phối hợp với ủy ban dân xã, các thôn bản tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, xã phối hợp với ban quản lý di tích phủ Na và xã Xuân Du treo các biển báo pano băng rôn và tuyên truyền cho người dân du khách đi lễ hội không được mang lửa vào rừng dưới bất kỳ hình thức nào, nghiêm cấm bẻ cành hái lộc cây tông Đến nay, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo người dân du khách tuân thủ thực hiện khá nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng chức năng toàn bộ diện tích rừng hiện có của ban quản lý rừng phòng hộ như thanh quản lý được bảo vệ an toàn không xảy ra cháy rừng phá rừng trái phép diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi phát triển rừng đã phát huy tính năng phòng hộ bảo vệ tính đa dạng sinh học bảo vệ môi trường tạo nguồn sinh thủy cho các công trình thủy lợi và bảo tồn nguồn gen các loài thực vật rừng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.